Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay bây giờ mẹ danh này chỉ có con voi thôi anh em ạ, nên là chủ đề thì nó cũng chẳng có gì đâu, lại một ngày bình thường của Arena thôi. Mẹ hôm nay thì được khá cẩm hơn, được 10 mảnh Arcana này. Để xem, check xem được bao nhiêu mảnh Arcana này. 164 mảnh. Con này mà lên 5 sao anh em ạ. Con Arcana thứ 3 mà lên 5 sao ấy, chắc mình chả lắp cái pơ gì đâu. Chứ bây giờ lắp là những con Helix mới là không được cái pơ gì đâu. Con này trên cuối là xong này. Con Marvelous này này. Trên mỗi lần cuối mà con này trên hết ít thời gian lắm anh em. Hai chiêu đầu của nó trên mất có 24 tiếng. Chiêu ánh sáng cuối cùng thì mất 48 giờ. Tôi quên đây đây, ui giời ơi, còn quét chưa anh. Còn Mythical sắp mắc rành rồi anh em ạ. Còn được 450 rồi. Còn 50 mạng nữa là con này mắc rành. Rồi cũng mất khoảng tầm 2-3 ngày, à đâu, 4-5 ngày gì đấy cho đi tập thể dục. Xong sẽ có video lên 5 sao cho mọi người xem. Từ quên mất chưa làm cái nhiệm vụ bay này. Con Lake Food này. Với lại Feed Dragon. Mẹ. Anh em thấy bây giờ mình khổ chưa này. Bây giờ lần đầu tiên đi biết trồng 20 triệu food đấy. Chứ ngày trước toàn bỏ cái nhà này không ấy, chả làm gì cả. Bây giờ lại trồng food lắm. Đấy, bây giờ chăm chồng cho anh em. À quên mất đây này anh em này. Mình mới hoàn thành được hai bộ sưu tập rồng nhá. Cho anh em xem. Bộ này được có 5 game thôi. Nhưng mà bộ sau này này, bộ sau thì được tầm 15 game. Kể ra mình cũng hoàn thành nhiều bộ sưu tập dòng phết rồi đấy. Đâu nhỉ? Primal ở đâu? Đây 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 đây. Đây. Cảm giác mỗi lần hoàn thành một bộ sưu tập nó có cái nhạc nghe rất phê nhá. Mà bộ sưu tập gì mẹ có mới 4 con này. Mẹ thằng với lại trong Arena này anh em. Mẹ thằng này nó dùng game liên tục. Đây, mẹ ăn cái bảng này có 3 thằng, có 2 thằng này, 2 thằng nó đang bám sát mình luôn này. Mẹ chắc chuyến này là phải mất hơn 100 game để lấy top 1 rồi mọi người ạ. Hơi bị khó chịu luôn cái bảng này, mẹ cái bảng này. Cái thằng kia hôm qua nó kém mình khoảng tầm 50 điểm. Hôm nay nó đã san bằng tỷ số với mình, xong nó lại còn san bằng tỷ số với mình, xong nó lại còn mẹ mình skip thêm thì nó cách mình 50 điểm nữa. Lành phiền thật sự. Ô kìa. Thôi bỏ mẹ rồi. Ô
thì rồi làm trò gì đấy. Và lốc 3 phát ở đấy má cho nó. Và lốc cái nữa tao coi. Xong rồi. Ui mẹ, đây ông này ông lóc voi này còn chưa có cái pơ gì, không có pơ liềm. Mà công nhận gặp con voi ấy, mà không có pơ liềm ấy, thì nó chẳng khác gì một con rồng mà phế vật luôn. Quên mất có tháp mà. Búp tháp đi. Búp tháp lên quẩy đi anh em ạ. Chắc hôm nay mình skip thêm 40 game nữa để đánh thôi. Này đánh nhanh nhá. Đánh nhanh tầm 20 trận cho anh em xem mẹ mình. Chán ngấy tận cổ thôi. Một phát block. Ba phát rồi. Này lúc đang làm clip này là vườn cũng chưa dậy anh em ạ, nên là giọng nó có hơi như kiểu là gượng gượng ấy, xong mới ngủ dậy mẹ đầu óc trống rỗng luôn, vào lại nhìn thấy cái thằng của nợ này nó leo nó vượt top mình. Xem danh của mấy bé này xem thế nào rồi. Mới được 438. Con Fudu này là cũng 10 tiếng nữa là mình lại cho lên 3 sao được. Công nhận mẹ mình để nâng một con rồng 5 sao mà không dùng game ấy, mất nhiều thời gian kinh khủng. Mẹ như con Heroic này nhá, nếu mà không skip anh em mất khoảng tầm 15 ngày. Đấy mà anh em cứ bảo là anh đừng dùng game cho đỡ tốn. Thì em thì các ông 15 ngày mới được xem một con rồng 5 sao. Nên mẹ một game này mà để mà tiết kiệm game mà không dùng game ấy, thì mẹ các ông còn lâu lắm mới được xem một con rồng 5 sao. Nên bây giờ mình cứ có con rồng nào ấy, danh của nó ấy là skip luôn 5 sao. Chứ mà mẹ ngồi mà đợi chờ mình nâng 5 sao xong ấy thì mọi người đã chán rồi. Mọi người đã xem hết ở chỗ khác rồi chứ. Mẹ nhé mời. Đến hôm nay là mình chính thức nhìn con voi là mình mất hết cảm tình với nó rồi. Kiểu như là
gọc nó nhiều ấy, sử dụng nó quá nhiều rồi. Nên bây giờ mẹ chơi nó cảm giác không hào hứng nữa. Mà suốt ngày gặp danh con này. Con voi nào này cho đội hình đấy, không răng là được ít dòng nhỉ, mẹ có mỗi 1, 2, 3, 4, 6 con dòng 5 sao thôi. Chà. Con này con này có một vật liền, cho nó đi luôn nhá, tiết liếu luôn. Công nhận bọn tộc co này này, bọn tộc co này mà lóc full dam cho chúng nó ấy, là bọn này hút máu phê dã man. Nó được cái đá, nó được cái skin của con hai co nó búp ấy, nên là lắp full dam mà xong rồi búp tap hút máu nữa. Thì bét nhất mỗi phát hút máu của nó cũng phải được trên dưới 200k. Ơ kìa, nó lắp hai dam à, nó lắp hai cái hồi sinh. Xem hút máu được bao nhiêu nhé. Chưa có đam gì, hút máu được 168 này. Chưa có pơ gì nhé. Mà lắp pơ vào chắc là hút máu phải được trên 200k đấy anh em. Đợi mà cái danh nào mà con co legend để mà được búp chiêu legend đấy, mình sẽ lắp một con full dam vào, rồi lên luôn con thứ ba 5 sao cho mọi người xem. Voi này, này có voi rồi, mình là cái lóc voi của mình nào. Nó đánh mình 105 mà mình hút lại 150. Lóc cái coi. Rồi 450k, 517k luôn. Và lóc cái nữa này, là không cần phải cho con thứ hai con khác vào đánh. Block của cái nào à? Một phát 483.
Ôi giời, nó đánh hai phát kìa. Ta thử cho mình đánh qua khiên xem có đủ đam để kết liễu nó không nhá. Đéo đủ đam. Mẹ nó. Oh, mình chết luôn đi. Mình không biết đã đủ. Mẹ kịp đủ rất đủ tốt này. Còn này phải tốn game tiếp rồi anh em. Tối qua live vừa mất 40 game để skip. Mẹ hôm nay lại mất 40 game tiếp. Trời ơi quả này là. Mẹ để giành được cái top 1 chắc phải mất tầm 80 hoặc là 120 game gì đấy. Mẹ còn Grotto này nó mà ra thì nó đánh mình hai phát đấy. Mày thế nhỉ? Mẹ thằng điên rồi đấy. Mẹ hai Grotto Heric thường mà nó cũng lắp phun máu với lại một cái liềm vào cho nó. Đây là đúng tâm chiêu mới chưa trải sự đời rồi. Hoặc là nó thừa bơ. Lốc cái coi. Ờ team này cũng dễ nhỉ. Mẹ Super Saiyan này. À đâu con này Super Saiyan của mùa trước ấy chứ. À mùa này đúng không nhỉ. Ba cái flam totem đây. Một cái. Hỏng rồi. Không biết mùa này được bao nhiêu cái rồi nhỉ. Còn 3 ngày nữa nhá. 3 ngày nữa. Đâu rồi. 3 ngày nữa mà. Coi như mỗi ngày được 3 ngày. Mỗi ngày phải được 3 cái. Ui thừa sức, thừa sức. Thiếu 9 cái nữa đúng không. Mỗi ngày 3 cái. Quá thừa. Ờ đơn giản, đơn giản. Đó cái giường này đã. Anh em đã mở được một. Anh em đã mở được giường. Cái giường 7 cái này ra 100 gam bao giờ chưa. Mình mở được 3-4 lần rồi đấy. À mình nói phát lần này ra này. Mày ăn thêm số 0 nữa đi. Hết rồi. Mở giường cuối cùng rồi. Bây giờ chỉ chờ 14 ngày nữa. Ờ 13 6 6 ấy. Ở đâu. Hơn 2 mấy giờ. 22 22 là 11. 11 ngày nữa là mới mở được dương TV cuối cùng này. Chắc dương này mẹ ngon nhất chỉ là con co. À đâu. Ờ ngon nhất chỉ là con co metan này. Co metan với con hack này thôi. Mà cũng chỉ để farm food thôi, cũng có để làm gì đâu. Chà. Mẹ con này nó ra nó giết mình luôn đấy. Nó đánh mình hai phát này. Không hay. Thế tầm block một cái là ngon. Biết vậy lấy giữ cái block để ra đánh con này một phát là nó đi rồi. Mày thế. Cứ tưởng nó block. Ôi chết. Nhầm mẹ rồi. Mình cứ tưởng cho hai con co. À cho hai con voi vào chứ. Sao mà kiên liễu được.
Ôi, đùa 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 đấy. Phải đánh được hai phát à? Được. May, nếu mà con voi này phải lắp full đam ấy, thì may ra đánh qua khiên là kết liễu được con co này mọi người ạ. Được rồi. Bây giờ arena ấy mà nó làm kiểu cho tạp phế lù vào ấy, tất cả mọi con rồng được vào ấy, mà không cấm ấy, mùa nào cũng như mùa nào ấy. Mẹ, chơi như vậy mới hay. Mẹ con rồng này khắc con rồng kia ấy. Chơi như thế nó mới không, mẹ không có cái đội hình là tối ưu luôn. Đầu tư luôn cho mọi người xem. Đúng cái game skip luôn. Công mẹ đuổi bốc một công lên top top 1 xong skip luôn, đánh cho mọi người xem chán con voi này thôi, xong rồi tối nay là live game khác nhé anh em ạ. Tối nay là mình sẽ chơi Brawl Star. Đã đánh mình hai phát này. Tiếp thôi, anh em. Tiếp 20 trận nữa thì hơi dài đấy. Nên chắc thế này thôi. Được tầm 20 phút rồi mà mình đánh ấy. Bây giờ mà tiếp 20 trận mẹ clip phải lên đến nửa tiếng anh em ạ. Nên là thôi. Clip hôm nay cũng chả có chủ đề gì cả, nó chỉ là bình thường thôi. Vì mẹ danh là chỉ có con voi nên chả có chủ đề gì mới đâu anh em. Thôi, bye bye anh em nhá. Hẹn mọi người tối 8 giờ mình live nhá.